Rồi, mình xem xong rồi mình sẽ bấm play xem thử nhé. Mình sẽ select hết cả hai cái. Mình bấm play thử. Đó. Sau khi là mình thấy cái khói của mình ok rồi thì mình sẽ làm bước tiếp theo, đó chính là tăng cái độ chi tiết cho khói và tăng cái độ sắc nét. Nếu mà mình sử dụng cái khói này render thì nó sẽ bị ô vuông như vậy đấy. Lần tại sao mình cần phải thêm một cái bước để làm đẹp lại cái khói này thì nó sẽ có hai cách. Một cách là mọi người có thể giảm cái spacing này xuống, ví dụ như bây giờ mình sẽ giảm xuống là 0.2 thì wow, nó lên tới hơn 72.000 luôn, khá là nặng đấy, chắc là sim chắc cả nửa tháng đó. Mình sẽ để là một thôi, nhưng sau đó mình sẽ để mặc định như vậy và sẽ sử dụng thêm một phương pháp, đó chính là Wacket. Đây, mình sẽ sử dụng Wacket. Thì trước khi sim thì mình sẽ để một cái version default với tương đối khói nó vừa phải và mình sẽ nhìn được cái hình dáng của khói nhìn như này. Mình thấy nó ổn rồi thì sẽ chỉ cần bật cái Wacket này lên, bật Wacket lên và sim lại một lần nữa, nó sẽ tăng cái chi tiết của khói và đẹp hơn. Giờ mình sẽ để 0.8 spacing, nhưng mà mình sẽ phải bật thêm một cái ở cái mục là extract detail. Extract detail này mình sẽ bật cái Wacket này nhé, bật Wacket lên rồi chút nữa sim xong với cái chỉ số 0.8 của spacing này, mình sẽ sim thêm lần nữa với chế độ Wacket, nó sẽ làm cho cái khói của mình nó chi tiết và nét hơn. Giờ ok, mọi người chờ xem nhé. Ok, sau khi mình đã sim xong, bây giờ mình sẽ review xem nhé. Ở cái phần input, mọi người hãy chọn Wacket. Rồi, cả cái phơm nhỏ nữa cũng chọn Wacket luôn. Ok, bây giờ mình sẽ select hết cả hai cái rồi bấm play path đi. Mình xem cho nó an toàn. Ok, mình xem nhé. Đó. Lại ra. Có cái phần chạy loang này, nếu mà mọi người muốn tự nhiên hơn thì mọi người hãy tạo cái noise cho nó noise nhiều hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, vậy việc sim của mình coi như đã xong ở đây. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước để render nhé. Trước tiên set render thì mọi người hãy gom hết tất cả cái này vào một cái. Đấy, FX mình tắt ẩn nó đi. Ok, sau đó bây giờ mọi người sẽ import cái file VDB mà mới xuất ra nhé. Ở đây, rồi click vào nó. Rồi, sau khi tạo được một cái volume này, mình sẽ phải tạo thêm cái nữa, vì là mình có hai cái volume lận. Cái volume 1 thì mình sẽ đặt tên là cái này là cái smoke của cái khói bụi của cái bị vỡ. Lại tên đi. Volume 2, cái này là cái subway. Subway ha. Rồi, bây giờ mọi người hãy import cái file đấy vô nhé. Tiên mình sẽ tìm cái đường dẫn sim đây. Nhưng mà mọi người lưu ý là trong sim kia mình có chạy Wacket, nên ra là cái file nó sẽ có thêm cái đuôi mà WT ở phía sau, nó là cái file chất lượng cao đấy. Còn cái file VDB default thì nó sẽ là chất lượng thấp ở trên đây. Xem dung lượng là mọi người cũng đã hiểu là một cái file này của mình cao là tầm khoảng 900 mấy cho tới 1GB một file. Rồi bây giờ mình chọn cái Wacket nhé. Wacket nó có WT ở đằng sau đấy. Rồi sau đó chọn User File Sequence để cho tạo thành một chữ Sequence. Ở trong Maya khi nó import cái file phim thì nó bị lộn ngược trục, nên là mình phải đặt đổi lại cái trục x là -90 nhé, nó hay bị vậy. Nó sẽ về đúng cái khung volume mình tạo bên kia.
Ở bên kia mình có tạo cái khung volume và nó sẽ xuất ra ba cái velocity. Cái phần này thì mình add vào khi mình cần có motion blur thì mình sẽ add thêm vô. Mình có thể bật cái bounding box này để mình view được cái điểm hạt mà nó bị nó thay vì khói mình nhìn khói trực diện thì nó chỉ view những cái hạt điểm hạt chấm thôi, thì để view nó nhẹ hơn. Còn mình thì thôi để bốc đi cho nó nhẹ nhẹ nhất có thể. Mình view, mình test render, mình không cần phải nhìn cái đấy làm gì cả. Rồi giờ vào cái software mình import vô. Đây là software mình có chạy WCAD luôn. Đây rồi chọn user file sequence trừ 90 rồi nhá. Đây nó sẽ có hiển thị hai cái bốc. Bây giờ mình sẽ gắn chất liệu cho cái smoke đầu tiên. Cái smoke thứ hai thì mình cũng sử dụng cái chất liệu của cái đầu tiên luôn để cho nó cùng một chất liệu. Này hiện tại nó đang tạo ra hai cái chất liệu khác nhau. Giờ sẽ mình sẽ chọn một cái để xài chung thôi. Tự nhiên mình sẽ tạo cái hai, sử dụng cái hai thì cái một cùng chung nhé. Mình sẽ select cái cục một này này. Giờ mình sẽ gắn cái chất liệu cái cục chung một cục thôi. Đó, bây giờ mình sẽ select là nó sẽ đang chọn hai cái, có nghĩa là hai cái này nó sẽ chung một cục chất liệu. Còn cái cục chất liệu mình có thể xóa. Mình select lại đó. Giờ sẽ mình điều chỉnh cái chất liệu nhé. Rồi chất liệu thì ở cái volume nó sẽ có cái channel này nó sẽ thể hiện là khi mình render dạng khói thì mình sẽ add smoke hay là dạng lửa. Ở bên kia lúc mình có sim lửa nhưng mình tắt rồi, nhưng mà tại cái phần mà mình kết xuất ấy, mình không có tắt cái phần kết xuất cả lửa đi, cho nên là nó sẽ có đây luôn, không sao. Sau mình mới tắt đi thì nó sẽ nhẹ hơn một chút. Dữ liệu mình bây giờ mình bật cái smoke lên nhé. Đó, thì bây giờ ngay lập tức cái skater này nó sẽ hiểu cái kênh của khói bụi. Bây giờ mình sẽ mở cái strip mà mình tạo ra để lúc dev scene. Giờ mình sẽ nhấp vào cái line này, đâm line, tạo một cái đâm line. Sau đó trong cái đâm line mình có chọn A nên mở attribute lên. Mình sẽ thêm cái đèn kích hoạt cái đèn volume này lên để có thể render được cái khói. Lưu ý nhá, render khói cần phải kích hoạt cái đèn volume lên nhé. Nó chỉ hiểu cái đèn này. Rồi, giờ mình test render thử ha. Rồi, nó đã hiển thị lên. Giờ mình hãy tạo một cái camera đi. Ok. Camera đây. Hãy chọn một cái camera nhé. Rồi mọi người thấy là nó đã nhận được cái channel smoke. Bây giờ là việc mình sẽ điều chỉnh cái chất liệu đấy. Mình kéo một cái số frame nào đó cho mình dễ nhìn hơn. Đó. Hiện tại nó khá là dày và đặc ha. Wow, dày đặc quá. Ý, người thấy không? Này mình có thể chỉnh camera cho nó gần hơn. Gần hơn tầm này đi. Ok, sau đó là mình sẽ key nhé. Đầu tiên khoảng 30 không là đi cho tới 60 ra đây, 100 ra đây. Xóa đi cho kín ô. Tắt lại mình tới 180 nhé, 180 đây. Sẽ play thử. Rồi, vậy nhé. Giờ mình sẽ chỉnh cái chất liệu. Ở đây hiện tại là cái đèn đâm line nó chưa có HDRI. Mình sẽ chọn số HDR nào đó trong đây cho nó, mình cảm thấy cái HDR nào mình thấy nó phù hợp, nó ổn, nó đẹp thì mình dùng thôi.
Theo rep thì nó sẽ là bầu trời tối. Mà cũng tùy mình nhá, mình thấy cái đèn nó hợp thì mình thích. Tại vì đây không phải là mình làm bắt chiếc y chang, mình dựa trên cái reference đấy để mình làm ra một cái smoke theo ý của mình thôi. Mình sẽ bật thêm cái background color để cho nó không có gì. Rồi, còn cái nền thì mình sẽ gắn cho nó thêm một cái shading là shadow catcher. Ví dụ như là cái phần phía dưới khi mà tiếp xúc với cả cái nền gạch vỡ kia, nó sẽ có shadow ở phía dưới. Mọi người cần thấy này đó. Ví dụ mọi người không thích cái màu này thì mọi người có thể tùy chỉnh được, chỉnh cái màu nền thì vẫn được. Tùy chỉnh màu nền thì mình có đặt đây background color đây đó, tăng sáng cái background lên cũng được, hoặc cả saturation đổi màu nó, hoặc cả để cho nó màu xám đen này cũng được luôn. Thì mọi người nhé, mình thì sẽ render kiểu một màu thôi, mình thích đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Đó, bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái độ loang của cái khói này nhé. Khói này hiện tại đang rất là dày, mình sẽ điều chỉnh cái chất liệu của nó, chất liệu column đây. Ok, attribute lên, làm từ đâu luôn từ đấy nhé, chẳng may bị văng một cái chút nó mở mẻ lắm. Cái mục Sculptor này sẽ là cái, về cái phần màu sắc, sẽ quản lý phần màu sắc. Phần thứ hai là sẽ quản lý về phần độ dày và độ thẩm thấu. Dụ như bây giờ mình sẽ giảm cái xuống thì cái phần khói sẽ mỏng lại, nó sẽ mỏng hơn nhiều, 0.1. Và nó mỏng đi thì nó sẽ ảnh hưởng cái phần màu sắc bên trên, và ánh sáng nó sẽ bị cháy. Nên mình lại phải giảm cái màu sắc bên trên xuống để cho nó đỡ dày hơn và cái màu sắc sẽ không bị cháy. Đó. Hiện tại cái phần khói của mình ấy, đó, nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều luôn. Các bạn thấy không? Hiện tại là cái phần HDR y nó sẽ không có alpha, mà mình sẽ cần kích hoạt canva bằng cách nhấp vào đây. Đó, hoặc là các bạn vào DOM line, vào cái đèn DOM line ấy, bật chế độ environment lên, bật cái alpha lên thì nó sẽ alpha nhé. Mình tại vì mình add sẵn cái script này nên ra là mình chỉ cần nhấp vào đây là xong rồi. Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy được là cái vết nứt này nó chính là cái vết của cái tấm blend kia đó, cái tấm blend này. Giờ mọi người muốn không có thấy nó thì một là mình cho thật lớn lên, lớn lên. Hai là mình xoay góc làm sao cho nó để cho lớn này, là mọi người có thể cho nó dựng lên. Đúng không ạ? Đây là số 3 cũng được. Đó, mềm ngay. Giờ mọi người vào xem đây xem nhé. Đó, mình sẽ lấp đầy cái này luôn. Giờ mình sẽ render tiếp. Giờ sẽ mất luôn cái này. Mọi người đấy có thể tùy chỉnh được cái light của mình sao cho ánh sáng ở trên cái rìu và cái khói của mình ấy, mình thấy nó ổn, nó ok, mình thấy ok, mình thấy đẹp, có thể mình thấy được thì mình cứ để nguyên vậy nhé, không có gì hết. So với bản Redshift 3.0 thì mình có sử dụng cái auto sample thì nó sẽ tự động tùy chỉnh, sẽ nét hơn. Ở cái phiên bản 3.0 thì mình có bật cái auto sample, còn nếu các bạn vẫn đang xài bản free, gọi là bản free đi cho nó dễ, nghe kia hơi nặng quá. Mình có thể tăng cái sample ở đây lên 128, 512 để cho nó nét hơn, đó, nó không bị noise ha. Với cái smoke, với cái line này thì mình thấy là nó sẽ làm nổi cái khối của cái rìu lên cũng như cái khói. Nhưng mà cái khói ở đây thì nó đang bị phần này nó đang bị trong quá, nó xì xuyên qua được. Hiện tại thì mình thấy là cái khói của mình ấy, nó có cái độ thẩm thấu cao này. Nhưng ánh đèn này nó xoay theo cái hướng nó sáng từ bên kia sang. Nghĩ mình phải xoay lại cho nó sang nó khối hơn xíu. Rồi, mình quay lại cái phiên bản này. Giờ mình sẽ thêm một cái đèn nữa, thêm một cái đèn nữa để mình đánh sang hướng từ kia lại cho cái khói sao nó khối hơn.
Để coi cho đèn đâu rồi. Đây. Đèn đây nhé. Cái đèn này hiện tại là mình chưa có kích hoạt cái volume thì nó sẽ không hiểu volume đâu nhé. Mọi người nhớ là sử dụng đèn là phải kích hoạt nó. Nó khi mình chưa kích hoạt volume nó chỉ hiểu cái object thôi. Object này nó sẽ hiểu object thôi. Mình cần kích hoạt volume đây thì nó mới hiểu cái khói được. Đó, nó sáng quá này. Mình sẽ được giảm xuống. Ừ, mọi người thấy không? Nó sẽ đánh làm cho cái khói nó khối hơn. Mình thấy nó sáng này. Thì cái này mình cho một cái màu vàng chẳng hạn. Vàng xanh. Mọi người có thể làm theo cách theo kiểu nó ma mị xíu thì cho cái màu nó hơi xanh xanh tối tối. Phần khói trước đó mình sẽ chỉnh, không phải để màu trắng nữa, mình để màu ma mị thì màu tối tối ha. Rồi ok, thêm một cái đèn nữa đi, double cái đèn này lên. Mình sẽ xoay góc bên đây chẳng hạn. Đó, xoay nhiều góc đánh làm sao cho cái dìu nó đẹp hơn. Cái này mình sẽ đánh một cái màu xanh sáng hơn là màu đỏ. Đó. Và cũng đẹp đấy. Giảm xuống. Vậy màu bên đây sẽ cho xanh hơn xíu. Cái này tùy theo mọi người nhé, nhận nhé. Người thích chỉnh sao thì chỉnh. Phần khói này bây giờ mình sẽ cho nó dày hơn, tại vì mỏng quá. Mình sẽ cần phải cho nó dày hơn một chút. Dày hơn chút thì mọi người sẽ cần phải tăng thêm cái này lên. Đó, mọi người khi tăng lên ấy, nó sẽ có độ dày nhất định. Nó làm cho cái khói của mình nó có độ dày hơn. Bây giờ mình sẽ đổi cái màu này thì mọi người sẽ hiểu được hơn là tại sao nó sẽ ảnh hưởng như thế nào nhé. Đó, đây cái phần màu vàng này nó sẽ ảnh hưởng cái phần kia. Mọi người sẽ nhìn ra được là cái màu này nó đang ảnh hưởng cái độ trong nó ảnh hưởng cái mức độ đoạn nào, ảnh hưởng cái đoạn nào thì mình mới hình dung ra được và mình điều chỉnh màu được. Bây giờ mình cứ kéo kéo màu trắng, màu đỏ, đen thì khó hình dung lắm. Cho nên mọi người sẽ nhìn qua cái lớp màu, mọi người sẽ hình dung ra được cái màu vàng này nó đang điều chỉnh cái độ trong ở cái phần nào. Đó. Mình thấy màu nó cũng hay đấy. Chắc là để màu hơi à, vậy đi. Cái phần màu này thì mình có thể điều chỉnh trong lúc com vẫn được nhé. Quan trọng là mình render cái độ trong và độ đặc dày của nó thì sang kia mình chỉnh được. Ok, giờ mình có thể tăng độ dày chút xíu nữa cũng được. Tăng này 0.3 đi. Để xem nó dày sẽ đẹp hơn không. Cái dày hơn thì nó sẽ có khối hơn đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh thêm cái chất liệu của cái dìu này nhé. Giờ mình sẽ tua từ cái đoạn mà nó bị vỡ ra. Đây. Giờ mình sẽ select object. Ok, select object sẽ auto select cái mặt face này. Và mình sẽ tạo ra một cục object để cái mình đặt tên là mặt búa. Sau đó mình nhấp vào chữ custom shader. Nó sẽ tự động link cái chất liệu đấy thay cho cái vị trí chất liệu kia. Để mình muốn kiểm chứng thì mình nhấp chữ phải select, mình sẽ hiển thị cái này. Bây giờ cái phần thứ hai mình sẽ thay thế cục này nữa, mình sẽ nhấp chữ phải chọn select object. Rồi mình sẽ đặt tên là mặt trong búa. Ok nha. Nhầm. Rồi custom shader và lập tức nó thay thế cái vị trí luôn. Là mình solo hai cái này thôi. Rồi cái mặt ngoài mình sẽ tạo cái chất liệu cho nó. Mọi người nhớ nhá, tại vì cái búa này, cái dìu búa này nó đã bị nứt rồi, cho nên là mình sẽ phải điều chỉnh lại khi nào nó hiển thị cái này lên nhá. Chứ nếu mà render cái này thì nó không đúng đâu. Mình phải bật cái object object cũ này, cái búa cũ ấy. Người sẽ bật cái búa này lên, cái búa mà nó chưa bị ấy nhá. À, mọi người hãy làm texture nó trên Substance hay là trên những phần mềm nào mọi người làm cái chất liệu cho cái búa đẹp hơn. Còn đây mình chỉ gắn cái shader và mình chủ yếu render khói thôi.
Em mình sẽ gắn cái chất liệu bình thường, không có tùy chỉnh gì nhiều. Mình sẽ bật nó, sẽ tắt nó khi mà cái tay nó chạm và nó đập vỡ kia. Là cái lúc này thì cái 4 này sẽ biến mất ha. 74 75 là mất, 74 đi. 74 là set visible nhấp một frame cho bằng 0. Rồi ok. Save lại. Và cái búa này khi nào xuất hiện là ở frame thứ 75 là bắt đầu xuất hiện, mình key nó. Frame 74 mình cho up nó đi. Đó, thì up nó đi thì sẽ gặp cái búa này. Và sang frame 75 nó sẽ nhảy sang cái búa kia. Ok ha. Đó. Thì khi render nó sẽ không bị lộ các cái đường viền. Rồi, bây giờ để có cut gần hơn chút nữa, mình sẽ gắn thêm cái drop net vô để cho nó có cái độ hơi sần sần xíu, xem cái nào hợp. Này thử coi. Đó, mình có gắn vô thêm này, nhưng mà hiện tại nó đang khá lớn, cái viết nó to quá, để tăng lên nhé. 10, 5, 5 năm cũng được, nhưng mà hơi mạnh quá, giảm bớt đi. Cái phần thân búa này mọi người có thể làm texture, hoặc là mọi người có thể mua đồ cái cán búa bằng gỗ ở đấy đặt lên. Hiện tại mình sẽ không làm mấy phần đấy nhé, mình chỉ render tạm sơ qua cái này thôi. Rồi giờ mình sẽ tùy chỉnh bên mặt phía bên trong của nó để nó chắc ăn. Bây giờ mình sẽ cho mấy cái này vào trong một cái layer này. Mình sẽ trong clip này mình có gắn cái layer này, create layer render, hoặc là mọi người có thể tạo ở đây cũng được. Đấy, create render layer nhấp đây, đặt tên nó layer 1 ha. Tạo pre-collection rồi add tất cả những cái select của mình vào trong đây. Đó, nhấp xuống đây thì khi bạn render ra nó sẽ có một cái folder tên là layer 1 và sẽ có chuỗi hình mình render ra trong trong folder đấy. Thì cái tay này mình chưa có gắn chất liệu, bây giờ mình sẽ gắn chất liệu cho cái tay. Mình mở cái đúc đẹp lên, mình sẽ chọn select cái tay, mình sẽ đặt tên nó tay, rồi custom và sẽ tạo ra một cái chất liệu đây. Và chất liệu đây mình có thể chọn màu da đi. Ra đây. Đó, nó sẽ ra màu da đây. Mình sẽ cho tùy chỉnh cái roughness cho nó không có bị bóng. Giảm cái ánh sáng specular nhận xuống. Tăng cái thẩm thấu lên. Thẩm thấu là sức giật phây đây. Mọi người nhớ mật lên nhé. Rồi. Tăng lên một chút. Tăng layer scale một chút. Đang bị noi đấy. 56. Hơi noi nhỉ. 52. Đặt cái full pay đi cho nó mịn. Đó, nó mịn hơn, nó có độ thẩm thấu xuyên qua này. Ra 0.7 thôi. Tối quá. 0.7 hả? Đừng mở tên cho nó sáng cái nãy. Rồi, ok. Giờ mình sẽ tùy chỉnh bên trong lớp vỡ này nhé. Bên vỡ mình có thể tùy chỉnh được chất liệu riêng này. Tùy chỉnh được chất liệu riêng trong đấy. Đây là trong búa ấy. Trong búa nãy là mình chọn là cái chất liệu của định kim loại. Giờ mình không muốn là kim loại, bên ngoài rõ ràng kim loại, bên trong cũng phải kim loại. Tại mình lại không muốn như thế. Mình để đổi màu nó cho màu sáng hơn, được này. Đó, chọn màu đó đi. Đó. Mình vớt tung ra thì nó lại ra một cái màu rất là lạ.
búa. Biết được là nếu mà mọi người muốn nó bóng thì mọi người để góc nét, còn không còn không thì hãy để cho nó vừa phải. Mình không biết là đang tạo chất liệu gì cho nó cả. Thì những cái bài sau mình sẽ chỉ mọi người cái lúc đép cái chất liệu cho nó đúng cái loại chất liệu mình muốn nhé. Tại vì đây là mình đang chưa biết là muốn cho chất liệu gì cả. Trên là mình đặt đại thôi. Mình sẽ ép thêm cái GI nữa, mình render nhé, để cho nó sáng nó đẹp hơn. Đó, nhìn thấy khói nó sáng nó đẹp hơn, nó sạch sẽ hơn ha. Rồi mình sẽ ép thêm một số bát nữa. Cái này sẽ có khói thì chắc chắn là sẽ có volume rồi. Thực ra thì cái này nó chỉ sẽ có một cái volume. Mình sẽ ép hết những cái gì liên quan tới nó. Position cũng được. Mình sẽ tính những cái nào mà cần và có dính tới nó mình sẽ sử dụng thì nó sẽ nhẹ xin hơn. Ở kia mình có xuất cái dạng SSS xuất sụp phây thì mình sẽ cần phải xuất thêm một cái xuất sụp phây. Đó, specular. Specular có chưa ta? Chưa có. Specular. Đây, lấy cái GI ra. Mình có. Ok, vậy là chỗ này là đủ một số bát cho mình cần. Nếu mà muốn chỉnh búa này á thì mình sẽ có thêm một cách nữa để mà mọi người có thể chỉnh được. Nhất là mình sẽ chọn và mình ép thêm một cái bát nữa ở trong cái phần strip này của mình, có ép là cái object ID hoặc là material. Mình nghĩ là sẽ trong trường hợp này mình sẽ dùng material, bởi vì là cái object này nó sẽ có hai chất liệu, mình sử dụng chất liệu để mình tách ra một cái mặt trong và một cái mặt ngoài. Phần đấy thì mình sẽ nói rõ hơn trong phần con. Mình sẽ ép thêm một cái object ID này nhé. Mình sẽ chuyển object ID này thành cái material ID, sẽ có số thứ tự là 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái chất liệu của cái này, cái búa. Mình chuyển sang chất liệu búa đây. Đây chất liệu mặt búa. Mình sẽ chọn shader này. Chọn shader này. Chuyển sang shader SG này. Recipe, mình sẽ đổi cái material ID này, nó sẽ là số 1. Và khi render ra cái mặt object ID này, nó sẽ có là một cái là màu gì? Nó sẽ là màu màu đỏ. Màu đỏ là red ID, một số 1 là màu đỏ. Và thứ hai, mình sẽ kéo tới cái phần mà có cái object bị vỡ tung ấy. Mình sẽ chọn cái màu bên trong của nó. Màu trong của nó đây. Ở trong nó thì mình sẽ đổi thành số 2. Và khi mình render ra nó sẽ có cái màu số 2 sẽ là màu xanh. Màu xanh lá. Màu xanh green. Màu xanh green thì màu xanh green này nó sẽ tách biệt ra cho mình một cái màu đỏ với màu xanh. Và mình sẽ sử dụng trong com, mình có thể tách được cái object ID đấy và mình sử dụng tùy chỉnh cái màu sắc của hai cái. Rồi sau khi file mình render xong, mình sẽ import vào After Effects. Mình có render tách lớp. Một lớp layer là chỉ có khói và có alpha với cái object, và một lớp layer comment. Rồi sau đó là mình có chỉnh sửa lại về màu sắc. Phần gói thì mọi người có thể chỉnh sửa với màu sắc theo ý của mình. Rồi và đây là file con hoàn chỉnh. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong một số simulation khói lửa. Hy vọng nó có thể giúp ích cho các bạn. Và ở clip tiếp theo, mình có sẵn một cái reference, đó chính là đó chính là cái đèn thần. Và cái hiệu ứng khói tiếp theo, mình sẽ bổ sung thêm chính là phần mềm Tracking 3D. Hy vọng sẽ được nhiều bạn quan tâm. Và bây giờ, bye bye.